Và chào các bạn, bây giờ bạn Hiếu sẽ trình bày bài thi ở vòng 2 Xuân Tình lớp 4 với 2 câu vọng cổ 1-2 với Đào. Mời bạn. Cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều. Thì không biết là thầy Hải có nhận xét gì về bài thi của bạn Hiếu không vậy thầy? Bạn A, bạn B là các em đang học nên rất là gượng yếu. Nếu mà đang còn bài là tốt rồi. Được, nãy giờ là Hiếu được xin tình lớp 4 cũng còn, đời trong cổ cũng còn. Hay thì chưa hay được đâu, vậy cũng tốt rồi. Nhưng mà vòng 2 của mình là chấm về kỹ thuật để qua vòng 3 là tranh nhất nhì ba, cho nên nó sẽ chấm nó hơi gắt. Thì không biết là đờn như vậy thì có vô được vòng 3 không vậy thầy? Thì còn mấy em khác cũng như dạng như Hiếu thôi, như em Phượng rồi em Phú rồi cũng vậy thôi. Em Phượng, em Phú đờn cũng như Phú thôi. Thì giám khảo cũng chấm kỹ thuật rồi cũng vậy thôi. Nhưng mà cái khả năng vào là có khả năng vào vòng 3. Có khả năng. Dạ. Yeah. Tại hiện tại là thấy bạn Phượng, bạn Hiếu với bạn Phú là cũng ngang ngang nhau rồi. Mà bảng B thì mình chấm không có quá khắt khe.
Chỉ có bảng A là chấm lại điêu luyện rồi chuyên nghiệp á, mình chấm khắc khe thôi. Bảng B như vậy là đã dư sức cho được chồng ba rồi. Tốt rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Hải nhiều. Rồi hôm nay cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều. Rồi có khả năng cao rồi vô vòng 3 cho nhất nhì ba rồi đó. Rồi cảm ơn bạn. Chào các bạn. Hôm qua là cuộc thi ngón đèn vàng vòng đầu tiên. Tình hình chung là cũng khá là khá thành công. Các bạn đều tham dự đầy đủ và thi cũng trọn vẹn bài. Chỉ là vòng 1 thì áp lực thi cử nó còn rất là lớn cho nên các bạn hơi run. Vòng 1 thì các chú ban giám khảo là không có trừ điểm. Chỉ là đàn trọn vẹn bài để cho các bạn quen với hình thức thi cử. Ở vòng 2 là bắt đầu tính điểm để chấm kỹ thuật, loại trừ từ từ để chọn ra những người giỏi nhất vào vòng 3 để mình tranh giải nhất nhì ba ở mỗi bảng. Thì hôm qua thi cử căng thẳng nhưng mà hôm nay mình thấy các bạn đi học rất là đều. Các bạn ở bảng B buổi tối chủ yếu lên đây để luyện tập cho vòng thi thứ 2 vào ngày Chủ nhật này. Mình sẽ quay sơ tình hình lớp học tối nay cho các bạn xem. Đây là anh Rài. Anh Rài cho em hỏi vài câu nha. Hôm qua thi anh run nhiều không? Run dữ lắm, cái tay lo nắm cái đờn không à, cũng phải ráng đờn. Run không? Nhưng mà lúc đó là tay bấm mà run được không? Run, run dữ. Lúc mà anh đàn xong rồi anh bước xuống sân khấu á là em thấy hơi lụp chụp, là em biết anh đang run dữ lắm rồi. Rồi cũng cố gắng đàn được chọn vẹn bài mà. Hôm qua anh run lắm nhưng mà cái đờn lúc cái đoạn đó là anh quên nhưng mà anh cố gắng anh cố gắng sao để anh dứt được câu 2. Cố gắng dứt cho nó đúng cái câu 2 và dứt được câu 2. Thì vòng 1 của mình á không có loại trừ. Vòng 1 của mình là để làm quen với lại áp lực thi cử. Vòng 2 là bắt đầu tính điểm kỹ thuật. Vòng 2 anh thi bài gì? Vòng 2 anh thi vòng cổ câu 1 2 dây đào. Dạ. Và bài năm xuân. Dạ. Anh thuộc hết chưa? Hôm nay là em sẽ quay bạn Hiếu, lại có hẹn rồi. Thứ tư em quay anh nha. Thứ tư là đèn thử trên cái đèn thi luôn để mình cho quen nha. Dạ. Đây bạn Hiếu bạn B luôn, rất là tự tin. Dạ. Rồi hôm qua thi rung không? Dạ không, bình thường. Bình thường luôn hả? Dạ. Vậy là tí xíu nữa là anh sẽ quay em đàn cây đàn em qua đi chưa? Dạ. Bài thi vòng 2. Dạ. Ha, anh đảo một vòng xong rồi anh quay. Sao? Có nói bài không anh? Giờ nói luôn. Bài gì? Em đàn xuân tình lớp 4 với vòng tổ 1-2. Ok. Tí xíu quay. Quay rồi anh hỏi vài câu luôn. Đây các bạn tập luyện khá là chăm chỉ. Có anh này học cũng lâu. Anh không ngại cho em hỏi vài câu nha. Anh học với thầy Hải lâu chưa? Tháng. Được một tháng rồi hả? Nhưng mà trước đó anh có học đợn đâu chưa? Không. Vậy là anh trắng tinh luôn á hả? Hiện tại là một tháng anh học được bao nhiêu bài rồi? 12 bài. 12 bài vỡ lòng. 12 bài trong bài lý thôi. Đa phần là bài lý. Có học bài chăn thư gia khúc chưa? Đang học chăn thư gia khúc. Vậy luôn hả? Chính ra anh học lẹ quá chứ. Một tháng 12 bài mà lên học chăn thư gia khúc luôn rồi. Vậy có tự tin để em quay một bài nào anh đàn luôn không? Chưa đâu. Tại đàn nó còn yếu lắm. Nhưng mà hiện tại là bài chăn thu giả khúc là đàn được trọn vẹn chưa? Đàn thì thuộc rồi nhưng mà còn vài chỗ nó chưa có được chỉnh chu nên là thầy bắt luyện bài. Nếu mà thứ tư hay thứ sáu em quay được không? Tức là mình có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu thôi, mình đang sinh hoạt lớp mà đừng có sợ, mình không biểu diễn vậy đó. Okay. Em có nói với mọi người luôn rồi là anh chỉ học một tháng thôi và anh mới tập chơi đàn bộ môn này. Đó, mình quay cái clip sinh hoạt kỷ niệm. Đừng có sợ ha. Ok, thứ 6 đi. Thứ 6 quay ha. Dạ, cảm ơn anh. Anh tên gì ha? Tên Thái. Dạ, anh Thái. Dạ. Say sưa quá. Hôm qua như em không có thấy anh. Và anh đi đám hôm qua. Dạ. Đi đám. Thầy đổi xuống luôn. Hàng chi qua dầm giờ không thấy. Dạ.
buổi tối đa phần là người mới học không à các bạn. Các anh cũng tầm một năm, đa phần là dưới một năm. Có vài anh thì từ một năm đến hai năm. Hôm qua, khoan cho em hỏi vài câu nha. À, hôm qua anh Nam thi rung không? Rung anh hôm qua đứng hình luôn đờn dính luôn. Đứng hình luôn hả? Dạ. Rồi cái lúc mà buông cây đờn xuống rồi vẫn có thấy rung. Dạ, dạ. Rồi nhưng mà cũng cố gắng lên thi trọn vẹn được bài vượt qua chính mình rồi. Dạ. Rồi vòng 2 anh tính thi gì? Bài gì? Vòng cổ dây đào 1, 2 với bài 5, 2, 8 câu dây đào. À, rồi thuộc bài chưa? Chưa anh. Chưa. Rồi chủ nhật này thi rồi đó. Rồi ráng sao mà để thứ sáu là mình đàn được đi. Thì thứ sáu quay thử ha, quay thi thử ha. Rồi em quay hình được không? Rồi em hỏi vài câu nha. Hôm qua là em đang quay phim á, thì có thấy là bạn Văn Của là hỏi anh là tham dự thi luôn đúng không? Rồi, cho nên mới bổ sung danh sách luôn. Là anh học với thầy Hải được lâu chưa? 3 năm. À được 3 năm hả? Ủa mà em hay ở đây sao em không thấy anh ta? Anh học theo ca hả? Thầy học thầy nhưng mà không lên thường lắm, cũng lâu lâu lên thôi. À lâu lâu mới lên thôi. Thầy chị không thấy. Rồi hôm qua thì anh có rung không? Rung lắm. Đúng rồi hả? Thì là ở dưới thì được lên đó là gặp mấy thầy rồi ngồi dưới là dính tùm lum. Hôm qua em cũng hơi bất ngờ. Tại vì tưởng anh mới học. Mà thật sự là rất là ít thấy anh lên đây để châu chuốt luôn. Hôm qua thấy anh thì không có ông Của là cho hỏi để mình giống như là mình có một cái sân chơi để các anh em cứ mạnh dạn tham gia đó để vượt qua chính mình á. Anh vô anh thi em cũng bất ngờ luôn. Nhưng mà cũng trọn vẹn được bài. Nó là ủng hộ bạn thôi nhưng mà đúng rồi, thi cho sân chơi sôi động luôn. Càng đông càng vui mà. Đừng có đặt nặng vấn đề thi thắng thua. Đúng rồi, chơi tinh thần cho vui là chính. Đó, này cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, dòng 2 anh thấy bài gì? Năm 2, 1, 2, dây đào. Rồi, thuộc bài chưa? Đang học lại. Thứ 4 hay thứ 6 em quay được không? Chưa hứa. Thôi thứ 6 đi, tại chủ nhật mình thi rồi. Thứ 6 em quay nha. Thứ 6 quay chung với là ông này nè, ông Nam nè. Rồi, vậy ha. Rồi.